Từ năm 2021, khi triển khai xây dựng hai đại dự án đô thị là Ocean Park 2 và Đại An, dân số cư học tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang tăng đột biến, chủ yếu là lao động phổ thông từ các tỉnh miền núi đến thuê trọ. Kéo theo đó là tệ nạn ma túy khiến cho địa phương này trở thành địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, sau một thời gian quyết liệt thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, đồng bộ, đến nay tình hình ở đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc sống của người dân cơ bản trở lại bình yên. Những buổi đi kiểm tra, nắm tình hình tại các nhà thuê trọ như thế này, được công an và chính quyền xã Nghĩa Trụ thực hiện thường xuyên liên tục, thậm chí có cả kiểm tra đột xuất trong đêm. Ngoài kiểm tra các thủ tục hành chính, người đến trọ còn phải thực hiện test nhanh, phản ứng với ma túy. Về phía thôn, chúng tôi sẽ phối hợp cùng với ủy ban xã, rồi công an xã, tăng cường đi tuyên truyền vận động bà con nhân dân, tăng cường đi kiểm tra kiểm soát và cũng có xử lý luôn, kể cả những cái trường hợp gây lộn xộn, ảnh hưởng đến công cộng. Nhờ những biện pháp đó, tình hình trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy ở đây đã giảm hẳn. Cùng với đó là các tệ nạn khác cũng giảm theo. Khu nghĩa trang này từng là tụ điểm tiêm trích sử dụng ma túy của các con nghiện. Giờ đây, tình trạng này không còn, cuộc sống của người dân trở lại bình yên. Tôi thấy là thời gian qua an ninh tốt lên rất nhiều, không có những cái đối tượng trộm cắp, đánh nhau, cãi lộn gì ở trên khu vực cả. Người dân thì là rất là vui và yên tâm. Nói chung là cái tình hình trật tự an xã Nghĩa Trụ đây tương đối đảm bảo an toàn, cán bộ đây có cái sâu sát kiểm tra hơn, đặc biệt là của cái an ninh xã đây. Rồi bà con lối xóm ấy cũng được gọi là bên cơ sở là cũng hướng dẫn về cái công tác phòng chống ma túy này, bên phòng chống cháy nổ đây. Thế còn dân cũng tiếp thu được nhiều, từ đó thì mọi người đều có ý thức được. Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ cho biết, lúc cao điểm địa phương có tới 15.000 người thuê trọ, cơ bản là người lao động tại hai đại công trình đô thị. Do số người tăng đột biến, nên lúc đầu địa phương chưa có biện pháp ứng phó quản lý hiệu quả. Phần khác, nhiều lao động ở vùng cao xuống mang theo tệ nạn ma túy, dẫn đến tình hình an ninh trật tự bị đảo lộn. Tuy nhiên, ngay sau đó, được sự giúp đỡ của các cấp, nhất là lực lượng công an, xã Nghĩa Trụ có nhiều biện pháp đồng bộ giải quyết vấn đề này. Ủy ban nhân xã thành lập hai tổ công tác gồm lãnh đạo ủy ban xã, lãnh đạo công an xã và các ngành đoàn thể xuống từng thôn, từng xóm và họp cùng với cả nhân dân tuyên truyền với cái mục đích nhất là về cái luật cư trú, thứ hai nữa là về nhận diện ma túy, thứ ba nữa là về môi trường, thứ tư nữa vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy hiện nay số người trọ trong xã Nghĩa Trụ chỉ còn vài nghìn nhưng con số này vẫn là khá đông. Vì vậy vẫn cần phải tiếp tục duy trì các biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại đây.